Hello tất cả là gia đình của kênh Thùy Long An Vlog. Hôm nay Thúy tiếp tục chia sẻ với cả nhà mình một cái bài thuốc dân gian rất là tuyệt vời nha cả nhà. Thì ở đây á, bây giờ Thúy là chia sẻ với cả nhà về cái cây đu đủ nha cả nhà. Thì với cái cây đu đủ á, thì nó trị được rất là nhiều bệnh ha, cho những cái bài thuốc dân gian. Nhưng mà hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình một cái bài thuốc mà người thân của Thúy đã sử dụng và đã hết, cho nên là Thúy mới chia sẻ. Thì trên cái kênh của Thúy thì những cái bài thuốc dân gian mà Thúy chia sẻ tuy là cây cỏ, lá cỏ này nọ đầu thuộc loại và những bài thuốc dân gian, thì người thân hoặc là bạn bè của Thúy mà dùng mà đã khỏi Thúy mới dám chia sẻ với cả nhà mình nha cả nhà. Cho nên mà một khi mà Thúy chia sẻ lên rồi thì cả nhà mình cứ yên tâm sử dụng ha, cứ yên tâm mà mình áp dụng theo cái công thức mà Thúy chia sẻ. Vì người thân của Thúy hoặc là bạn bè Thúy mà áp dụng thành công, Thúy mới dám chia sẻ với cả nhà. Cho nên cả nhà mình cứ yên tâm ha. Thì bây giờ Thúy chia sẻ về cái cây đu đủ. Mấy hôm nay là coi như là khoảng 10 bữa nay cả nhà, ông cậu của Thúy về đây hái cái lá đu đủ nè, về thành phố để trị bệnh sáng chó cả nhà. Thì cái bệnh sáng chó thì cả nhà mình cũng nghe rất là phổ biến đúng không? Thì cái bệnh sáng chó thì nó rất là khó trị và nó mất thời gian cả nhà. Cậu Thúy uống thuốc tây rất là nhiều mà thời gian quá dài nhưng mà nó cũng chưa có khỏi hẳn. Rồi đến khi mà cậu của Thúy đã được chia sẻ là cái bài thuốc về cái lá đu đủ này cả nhà, cậu Thúy đã về nhà trong ba Thúy nè, bẻ cái lá đu đủ đem về trên thành phố, coi như là đi thì xa cả nhà, mà mỗi lần về là hái hả, coi như cái cây đu đủ này cả nhà thấy nó còn nhỏ, cái lá từ dưới gốc đi lên á mà hả, hái nó còi cọc luôn á cả nhà. Không, cả nhà thấy bởi vì cái cây đu đủ này còn có cái đọt không à, không còn 2-3 lá lên tới đọt rồi, mà cậu của Thúy là uống đã hơn một tuần rồi đó cả nhà, hơn một tuần như 8 ngày rồi đó, là cậu của Thúy đã đi khám lại và đã khỏi rồi. Cho nên là hôm nay Thúy mới chia sẻ với cả nhà mình ha. Thì cái công thức thì bây giờ Thúy sẽ chia sẻ với nhà mình liền. Với cái công thức thì nó rất là đơn giản cả nhà. Cái lá đu đủ này mình hái luôn cái bẹ nha, cái bẹ đu đủ á cả nhà, thì mình bẻ nguyên cái bẹ luôn. Khi mà mình hái vào rồi á thì cả nhà mình á rửa sạch giùm Thúy ha, và mình cho vào cái máy xay sinh tố hoặc là mình cho vào cái cối hay là gì đó để mình giã nhuyễn ra ha, mình vắt lấy nước nha cả nhà. Thì ở đây á mình cho dù mình xay hay là mình giã bằng chài cối gì cũng vậy, mình tuyệt đối là mình chỉ là cái lá đu đủ với cái bẹ thôi, chứ không có cho nước gì vào hết nha cả nhà, không có sử dụng nước lọc hay gì hết. Tại vì cái này là mình uống là phải tuyệt đối là phải đậm đặc, coi như là nó nguyên thủy luôn cái tinh chất của cái lá đu đủ ra nước thôi, chứ mình đừng có pha vô thì nó sẽ loãng, nó không có hiệu quả cao nha cả nhà. Còn cái liều lượng thì cả nhà mình khi mà xay hoặc là giã nhuyễn ra thì cả nhà mình vắt lấy nước cốt giùm Thúy ha. Mình sử dụng là mỗi một lần uống như vậy á, là trong ngày mình uống 2 lần nha cả nhà, sáng và chiều, thì mình uống trong lúc bụng đói nha cả nhà. Thì khi mình giã ra rồi thì cả nhà lường giùm Thúy là 4 muỗng canh, cái muỗng mà muỗng chan canh đó cả nhà. Đó ha, mình sử dụng 4 muỗng như vậy, mà mỗi một lần á thì mình đâm mình cứ vắt ra đi uống một ngày nha cả nhà. Thì khi mà mình uống á 4 muỗng đó mình chỉ uống 2 muỗng thôi, còn 2 muỗng còn lại thì mình để vào ngăn mát tủ lạnh chiều mình uống. Thì cả nhà mình lưu ý giùm Thúy ha, tuyệt đối mình không có để qua đêm nha cả nhà. Mình chỉ làm, tại vì nếu mà một ngày mình làm 2 lần thì càng tốt, còn nếu mà mình làm một lần thì sáng mình làm xong rồi chiều á mình uống một lần nữa nha cả nhà. 4 muỗng canh là mình sử dụng cho người lớn nha cả nhà. Còn nếu mà trẻ em mà từ 12 tuổi trở xuống thì mình có thể là áp dụng là mình sử dụng là 1 muỗng nha cả nhà, một lần 1 muỗng. Đó, một ngày là 2 muỗng, phân nửa của người lớn nha cả nhà. Thì khi mà uống vào thì nó sẽ châm chích, nó sẽ ngứa hơn bình thường, đó là hiệu quả nha cả nhà. Thì cái này thì cả nhà mình đang uống thuốc tây, mình uống hỗ trợ thêm cũng không sao nha cả nhà. Còn nếu mà mình hết uống thuốc tây rồi thì mình tiếp tục mình uống khoảng một tuần thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ hết tiệt luôn, không bị tái lại nha cả nhà. Thì thôi Thúy dừng video đây, nếu cả nhà thấy video hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like ha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sấy hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.